Chào bà con nhà mình nhá. Hôm nay ông Anh bảo là em đang có con Hyundai cực kỳ đẹp. Đấy. Xuống thử máy. Con này thì đập vào mắt chúng tôi là dàn xích xương khá là mượt. Còn về phần thủy lực thì con này cũng ok đây. Mỗi tội là lát như cháu chó thôi. Đây là làm không thèm giữ. Xương xích mới này. Lá xích đẹp này. Máy nổ giòn tan. Thì thầm. Đấy. Hiện tại thì con này ông Anh bảo là chúng tôi xuống mua được giá nào thì để. Nhưng về cơ bản phần nắp capo về dọn cũng hơi mệt này. Đấy nhá, anh em nào lập nghiệp á thì ới chúng tôi rớt xuống cho anh em mua. Đây là thuộc thành phần nát như cháo chó rồi. Được cái đằng chân. Con này thì anh em đây chỉ có làm vật liệu xây dựng thôi chứ không có làm gì cao sang cả, không đi làm dân. Thì lúc mua về chỉ có đứng một chỗ thôi. Cắt xích rất khỏe anh em thấy không? Còn có. Đây ông chủ kia, bụng rất to. Một trong những ông trùm khu vực Tây Nguyên đấy. Ông trùm vật liệu xây dựng. Xương xích đẹp nhá. Đấy, đấy, thấy chưa? Dàn chân là ok rồi. Thì thầm như chó thở. Còn gì để mất. Mất thằng đéo chịu thay. Mày còn nói phát hiện hay không chắc.